Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2023, tại tỉnh xá Quan Âm, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đã diễn ra lễ công bố quyết định và ra mắt đơn vị gia đình Phật tử mới với xưng danh Quan Âm. Được biết, đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo và vận động của sư cô Thích Nữ Liên Nhu, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh trụ trì tỉnh xá Quan Âm cùng một số huynh trưởng đã đồng nhất xây dựng lên gia đình Phật tử Quan Âm. Tại buổi lễ, huynh trưởng cấp Tấn Quảng Nhật, Trần Ngọc Chính đọc quyết định thành lập và danh sách ban liên đoàn gia đình Phật tử Quan Âm. Gia đình Phật tử Quan Âm có 7 huynh trưởng và 34 đoàn sinh các ngành. Huynh trưởng cấp Tấn Thiện Định, Đoàn Liệu là gia trưởng, liên đoàn trưởng là huynh trưởng Ngọc Hồng, Nguyễn Thị Kim Hoa. Đại diện ban trị sự ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, Đại Đức Thích Nhuận Thông, phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh trao quyết định thành lập cho đơn vị gia đình Phật tử Quan Âm. Tiếp đó, phần ban gia đình Phật tử trao cờ của tổ chức gia đình Phật tử cho đơn vị và thượng cờ đánh dấu mốc khai sinh gia đình Phật tử Quan Âm. Thượng tọa Thích Vạn Nhân, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh mong muốn phần ban gia đình Phật tử tỉnh cố gắng phát huy xây dựng thành lập thêm những đơn vị của các tự viện chưa có gia đình Phật tử, đồng thời nhắc nhở phân ban gia đình Phật tử tỉnh luôn bên cạnh để giúp đỡ cho đơn vị Quan Âm phát triển và sinh hoạt đúng theo hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mục đích nội quy của phân ban gia đình Phật tử Việt Nam.